Thưa quý vị, bản tin đầu tiên cho biết Ngoại trưởng Hoa Kỳ tới Sochi để gặp Tổng thống Nga. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo đã lên phi cơ tại Brussels vào thứ Ba, ngày 14 tháng 5 hướng tới Sochi, nơi ông chuẩn bị cho các cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Sergei Lavrov. Đây sẽ là chuyến thăm chính thức đầu tiên của ông tới Nga. Ông Pompeo đã hủy chuyến đi Moscow vào thứ Hai ngày 13 tháng 5 và dừng lại ở Brussels, nơi ông gặp các đồng minh Âu Châu và các quan chức NATO để bàn về các mối đe dọa leo thang từ Iran. Chuyến thăm của Ngoại trưởng Pompeo được nhấn định có thể là một bước chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh giữa Nga và Hoa Kỳ vào tháng 6 sắp tới, bên lề hội nghị G20 ở tại Nhật Bản. Trước chuyến thăm Nga, Ngoại trưởng Mike Pompeo cho biết đích thân Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã yêu cầu ông tới Nga, một quốc gia mà Donald Trump cho rằng có nhiều lợi ích đối với Hoa Kỳ.